Chuyện chiến lang ở rể, Lê Văn Vân. Chương 1031, vị hòa thượng kỳ lạ 2. Lê Văn Vân nhìn Lữ Dương, ngạc nhiên hỏi, "Hòa thượng? Vừa rồi tôi chém tiêm quỷ đỏ đã gặp một hòa thượng, ông ta nói với tôi mấy lời khó hiểu lắm, sao thế?" Lữ Dương nghi ngờ nói, "Lúc nãy khi tôi và Lý Vũ Thấm tới đây đã nhìn thấy một vị hòa thượng ở cổng thành. Tôi cảm thấy ông ta tỏ ra sát ý với tôi." Sát ý? lê văn vân sửng sốt nói hòa thượng mà cậu nói là siêu cấp à trông như người thường nhưng vừa rồi tôi cảm nhận được một mối đe dọa tôi chắc chắn rằng ông ta đã ngoài siêu cấp lữ dương gật đầu nói nhưng cuối cùng vẫn không lựa chọn ra tay hả lê văn vân cau mày tình huống mà lữ dương nói quả thực có phần giống với vị hòa thượng mà lê văn vân gặp vừa rồi thoạt nhìn thì như một người bình thường nhưng lê văn vân nghĩ chắc chắn ông ta đã hơn hẳn siêu cấp điểm khác biệt duy nhất là vị hòa thượng kia khuyên anh đừng sát tâm quá nặng trong những câu chữ đó lê văn vân cảm giác người kia hẳn là kiểu người của đức mẹ chẳng lẽ là cùng một người sao lê văn vân nghi ngờ hỏi có thể rõ ẩn nhu và lão già lừa đảo sẽ biết rõ những người ẩn thân trong khu tội ác nhưng họ không ở đây lê văn vân không biết đi đâu hỏi sao ông ta lại muốn giết cậu vậy lê văn vân hỏi ánh mắt của ông ta nhìn vào khẩu súng của tôi hẳn là đã nhận ra sau đó sát khí trong nháy mắt biến mất, che giấu rất nhanh. Lữ Dương nói. Audio điện tử võ tấn bền. Lê Văn Vân do dự một lát, sau đó nói, tôi dẫn hai người đi xem có phải là vị hòa thượng kia không. Nói xong, anh quay người và đi về phía sườn đồi trước đó với hai người họ, nhưng khi họ đến nơi, vị hòa thượng đó đã biến mất. Lát nữa tôi sẽ hỏi Minh Sùng." Lê Văn Vân sờ sờ cầm nói, "Chúng ta ra bến cảng đi." không ngờ anh lại đi trước một bước, tôi còn định xông tới chọc thủng thận của Hot Seas. Lữ Dương thở dài. Lê Văn Vân liếc nhìn người này, không nói nên lời, sau đó hỏi, cậu đã tìm được chiếc xương phù hợp với mình chưa? Tìm được rồi, lấy được ở chỗ của lão già đó, ông ta cho tôi 5 miếng, tôi đã hấp thu rồi, giờ đã mạnh hơn trước gấp đôi. Lữ Dương đắc ý nói. Lê Văn Vân chết lặng. Xem ra Lữ Dương giống như mình, đều thuộc loại người nhanh chóng hấp thu xương cốt, đương nhiên hấp thu năm miếng xương cũng không mạnh lắm, có lẽ hiện giờ anh ta cũng không kém dẫn nhu là bao. Lê Văn Vân nghĩ có lẽ phải hấp thu 20 miếng xương mới tương đương với cấp độ của Hot Cậu vẫn còn sớm, Lê Văn Vân bĩu môi nói, tiếp tục tìm xương mới thích hợp đi, nói nghe coi xương cốt của cậu gọi là gì. Dễ nghe hơn so với xương rồng, của ông đây gọi là xương kỳ lân. Lữ Dương tự hào nói, xí, không biết xấu hổ, lý phú thấm ở bên cạnh nói tôi nghe ông nội chắc nói xương mà anh ta hấp thụ là xương chuột có liên quan đến chuột đấy dáng vẻ của anh ta cũng đáng khinh giống y như chuột vậy trên mặt lữ dương lộ ra vẻ xấu hổ anh ta hắng giọng đừng nói nhảm là xương kỳ lân cô nghe lầm rồi bọn họ vừa nói vừa đi về phía bến cảng lý phú thấm đi đến bên cạnh lê văn vân yên lặng nắm áo của anh hỏi lê văn vân bây giờ anh đã về rồi khi nào thì cưới em đây Em nghe họ nói anh đã kết hôn một lần, em không ngại chuyện đó đâu, giờ anh đã đánh bại tiêm quỷ vàng, chắc chắn ba mẹ em sẽ đồng ý. Chúng ta quay về sẽ làm đám cưới ngay nha. Hai mắt Lữ Dương sáng lên, nói, đúng vậy, Lê Văn Vân, là đàn ông, anh phải có trách nhiệm với những gì mình đã nói. Mau cưới Lý Vũ Thấm đi, bác sĩ Phạm hãy giao cho tôi chăm sóc. Lê Văn Vân chừng mắt nhìn anh ta, sau đó hắng giọng, à, Vũ Thấm à, lúc ấy là do sắp chết nên mới nói câu đó, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi em không quan tâm dù sao chúng ta cũng đã có hôn ước em đã là vợ chưa cưới của anh lý vũ thấm nói lê văn vân thấy đau đầu quá anh tăng tốc nhanh chóng tới gần bến cảng rất nhanh anh nhìn thấy một người đàn ông minh sùng đang đứng đằng kia dưới chân có một cái hố sâu bên trong cái hố ngài mặc đang nằm trong đó minh sùng đang đứng đó mặt không chút biểu cảm có hàng trăm người đang đứng bên bến cảng nhưng lúc này ai nấy đều lạnh run, không ai dám nhúc nhích. Nói thừa, Hotzis đã chết, ngài mặc bị đánh đến suýt chết, sao họ dám ra tay chứ? Lê Văn Vân tiến sát lại và thấy ngài mặc nhăn nhó vì đau đớn. Ông ta vẫn chưa chết, như Lê Văn Vân ra lệnh, ông ta bị bắt sống. Những mảnh xương mà Hồng Nguyệt đã thu thập được trong những năm qua ở đâu? Lê Văn Vân nheo mắt lại, hỏi. Tôi sẵn sàng nói cho cậu biết, nhưng tôi có điều kiện. Ngài Mộ Nghiến răng nói: Ông nghĩ ông có tư cách để bàn điều kiện với tôi à? Lê Văn Vân hỏi ngược lại. Trên thế giới này chỉ có tôi, Bùi Ninh Tùng và Hotzis mới biết được những bộ xương đó ở đâu. Bây giờ tất cả họ đều đã chết, còn tôi là người duy nhất biết được. Ngài mặc cắn răng nói: Nói điều kiện của ông là gì? Lê Văn Vân lạnh lùng hỏi. Đừng hòng nhắc đến mấy chuyện tha cho ông này nọ. Tôi muốn sống, ngay cả khi ở trong nhà tù của người gác đêm mấy người. Ngài Mặc nhìn Lê Văn Vân và nói với ánh mắt sáng quắc. Lê Văn Vân nhìn Minh Sùng, nói tạm thời giữ lại. Hãy để Trác Nhất Minh và Vương Hồng nói chuyện với ông ta, quả thật tin tức từ miệng ông ta rất có ích đối với chúng ta. Trước đó, Lê Văn Vân chém bùi nghinh tùng chính là do anh đã biết ngài Mặc có thông tin về những mảnh xương đó, nhưng bây giờ, nếu anh giết ngài Mặc thì hết thảy sẽ không còn rõ ràng nữa. Minh Sùng gật đầu nói, "Ừ." Tiếp theo, anh định xử lý hot seas thế nào đây? Lê Văn Vân hỏi, sau ngày hôm nay, có thể khu tội ác sẽ rơi vào bạo loạn. Minh Sùng thở dài, nói chắc nhất mình đã bàn bạc xong rồi, sau khi đem chết, chúng tôi sẽ cử một nhóm người gác đêm đi máy bay đến đó để duy trì trật tự, và sau đó yêu cầu bà Loan quay trở lại khu tội ác và để bà ấy ổn định lại người của Hồng Nguyệt trong đó. Nếu có thể thu nhận chúng cho chúng ta dùng thì chúng ta sẽ tự sử dụng chúng, sau đó sẽ hợp nhất một nhóm người qua bên này với chúng ta hẳn là sẽ xây dựng một sân bay tạm thời lê văn vân gật đầu bây giờ chắc nhất minh và vương hồng đã thu xếp xong những chuyện này anh cũng không cần lo lắng quá về phần hotseas minh sùng thở dài nói khi còn sống ông ta là một người sĩ diện tôi sẽ an táng ông ta đàng hoàng đương nhiên trước khi mai táng tôi sẽ thông báo cho toàn khu tội ác biết chuyện này lê văn vân chậm rãi thở dài nói ừ anh đã sắp xếp rất chu đáo đúng rồi anh có biết trong khu tội ác có một vị hòa thượng không hẳn là đã ở cấp bậc ngoài siêu cấp rồi minh sùng cau mày khi nghe những lời này của lê văn vân một lúc sau anh ta lắc đầu nói tôi không rành lắm về tin tức của khu tội ác hơn nữa trong này còn che giấu rất nhiều người họ không muốn lộ diện có lẽ ngay cả hotis cũng không biết hết hòa thượng đã hơn siêu cấp à tôi cũng không rõ lắm lê văn vân nhíu mày nói vậy chỉ còn cách trở về hỏi rõ ẩn nhu và lão già lừa đảo kia thôi chúng ta hãy đến trang viên của hotis trước chỉ có trong trang viên của ông ta mới có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài minh sùng nói lê văn vân gật đầu cùng lúc đó ở lối vào của sòng bạc ngầm yên kinh đôi mắt của ngô nghiêu bất ngờ nheo lại khi nghe thấy cái tên đao ba nếu tôi nhớ không nhầm thì cái tên đao ba có mối quan hệ nhất định đến lê văn vân tôi không phủ nhận Nhan Tam nói, tôi biết với khả năng của cậu, muốn lợi dụng lúc anh ta không phòng bị mà ám sát là điều dễ dàng. Còn về việc cậu có chịu làm hay không, đó là vấn đề của cậu. Chúng tôi có thể cung cấp chất độc không màu, không mùi, không vị và sau này không thể phát hiện ra. Đây là cháu gái tôi, Nhan Như Tuyết, nếu cậu nghĩ thông suốt rồi thì hãy đến tìm nó. Đào ba chết rồi, cậu sẽ biết được tin tức về kẻ thù của mình. Ngô Nghiêu nhìn Nhan Như Tuyết, cô ấy đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng anh ta nhất thời trở nên bối rối, một lúc sau, mới chậm rãi thở dài nói, hỏi một câu ngoài lề, tại sao ông lại muốn giết đao ba? Chuyện này tôi sẽ không nói cho cậu biết, giống như cậu cũng sẽ không nói cho tôi biết, tại sao cậu lại giấu giếm thực lực của mình mà trà trộn vào trong người gác đêm? Nhan Tam cười nói, sắc mặt của ngô nghiêu thay đổi nhiều lần khi nghe ông ta nói như thế. Trường 1032, Diễu Hành trong thành phố, trong dòng người tấp nập trên đường phố ở khu tội ác, có một chiếc ô tô thong rong chạy trên đường, phía trên xe còn chở theo một cái xác, chính là xác của Eddie Hotsis. Tốc độ của chiếc xe không quá nhanh, Minh Sùng đích thân lái xe chở Eddie Hotsis rời khỏi đó, bởi vì Eddie Hotsis có thể coi là một đối thủ xứng đáng để anh ta tôn trọng, nên mặc dù Minh Sùng rất muốn để người khác biết về cái chết của Eddie Hotsis, nhưng cuối cùng anh ta vẫn chọn cách đích thân mình lái xe đưa tiến Eddie Hotsis lần cuối. Lê Văn Vân, Lữ Dương và Lý Vũ Thấm đang lái xe theo sau. Sau khi xe chạy vào thành phố, sự tồn tại của cái xác đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Ngoại ô khu tội ác là nơi ở của một số người dân nghèo, bọn họ không hề biết bất kỳ nhân vật lớn nào, thậm chí bọn họ còn không nhận ra sự tồn tại của người đứng đầu thành phố với cái tên SD Hotzis. trước giờ bọn họ chỉ biết trốn trong phòng mà lặng lẽ quan sát. Ở thành phố này, có lẽ sự thờ ơ đã ươm mầm bén dễ trong tiềm thức của người dân ở đây từ lâu nên lúc thấy có chiếc xe chở xác chết chạy qua bọn họ chỉ nhìn một cách lạnh lùng, cũng chả có ai để ý đến người ở trên xe là ai. Tốc độ của xe không quá nhanh vẫn thong thả chạy tới trung tâm thành phố, sau đó dần dần có người nhận ra Lê Văn Vân. Tiếp đó lại có người nhớ tới sự kiện truy sát suốt quãng đường ra khỏi khu tội ác nên cũng bắt đầu nhận ra SD Hotsis. Càng đến gần trung tâm thành phố thì lại càng có nhiều tiếng xì sầm vang lên ở xung quanh, đó hình như là thành chủ đúng là eddie hotzis còn người ngồi trong chiếc xe mui trần chạy phía sau hình như là lê văn vân đúng vậy vừa rồi bọn họ đã đánh suốt cả đoạn đường ra khỏi khu tội ác eddie hotzis đã chết rồi sao đó là người chiếm vị trí thứ hai trên thiên bảng đấy chắc là giả thôi tiếng xì xầm bàn tán càng lúc càng nhiều sau đó mọi người đứng ở bốn phía bắt đầu đổ xô ra ngoài Chuyện này nhanh chóng truyền ra khắp khu tội ác nên ai ai cũng đua nhau tụ tập hai bên càng lúc càng đông. Lý Vũ Thấm ngồi ở ghế phụ lái tò mò nhìn xung quanh, Lữ Dương cũng vậy, anh ta đang đánh giá mọi thứ xung quanh và nói với vẻ mặt đầy cảnh giác, "Lê Văn Vân, chúng ta có phải chúng ta điên rồ quá rồi không? Dù sao thì SD Hotxis cũng là chủ nhân của thành phố này, chắc chắn thuộc hạ của ông ta cũng sẽ không ít." ông ta bị nhiều người nhìn như vậy khiến tôi luôn có cảm giác sẽ bị bọn họ xông lên đánh ta bất cứ lúc nào. Thành phố này không giống với bên ngoài, cũng không giống với những tưởng tượng cậu. Lê Văn Vân nói, chuyện mà Minh Sùng muốn làm chính để cho mọi người biết Eddie Hotsis đã chết, có lẽ là do tôi hoặc anh ta đã thật sự loại bỏ Eddie Hotsis, sau này muốn đến đây tiếp quản người gác đêm cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn về chuyện ra tay, có lẽ có, ví dụ như người của Hồng Nguyệt chẳng hạn đương nhiên nếu đúng như dự đoán thì có thể bọn họ sẽ không dám dù sao ngài mặc vẫn ngồi trong xe phía trước trừ người của hồng nguyệt ra thì những người khác đều thờ ơ đứng ở ngoài xem thôi thậm chí bọn họ còn hy vọng sd Seat sẽ chết nữa là lê văn vân bình tĩnh nói dù nghe lê văn vân nói vậy nhưng lữ dương vẫn không quá yên lòng anh ta vẫn chăm chú quan sát với khẩu súng trường của anh ta nằm ở một bên xe chiều dài của khẩu súng trường này thực sự quá lớn để đặt vào trong ô tô Hiện tại xe phía chạy với tốc độ rất nhanh gần như luôn duy trì ở khoảng cách 30 thước nơi chiếc xe đầu tiên đi qua, đám đông lại càng lúc càng tụ tập nhiều hơn. Hầu như cả con đường dẫn vào trang viên tổ chức lễ tang của SD Hotxis đều rất đông đúc. Lê Văn Vân và những người khác tiến vào từ khu phía tây, lúc này phía trong đã có rất nhiều người đứng đợi, bên cạnh đó mấy ông lớn của các khu vực khác cũng khác tranh thủ cơ hội liên tục tiếp cận Lê Văn Vân. Trong đám người, có người mang theo vẻ mặt buồn bã bi thương có người than thở, có người lại cười lạnh, thậm chí trên khuôn mặt của một số con người còn bày ra biểu cảm hy vọng mặc dù mong manh, có người lại hơi trột dạ không yên. Hiện tại người tạo ra quy tắc của khu tội ác đã chết, từ khoảnh khắc ông ta chết đi, người đã giết ông ta sẽ trở thành người tiếp quản của thành phố này. Không ai biết anh sẽ đặt ra những loại quy tắc như thế nào. Nếu Lê Văn Vân đã đến thành phố này, anh nhất định sẽ để lại một con đường sống cho những người dân nghèo, bây giờ hầu hết người nghèo ở khu phía đông đều không phải nộp phí bảo kê, mà một khi họ không phải nộp phí bảo kê thì cơ hội kiếm tiền của những kẻ bóc lột và có thế lực khác sẽ giảm đi. Bây giờ Lê Văn Vân đã giết SD Hotsis, nếu như anh trở thành chủ nhân của thành phố này, không ai có thể biết thời gian sau thành phố này sẽ thế nào. Tất nhiên, rất nhiều người có mặt ở đó đã vô cùng kinh ngạc. Eddie Hotsis, người đứng thứ hai trên thiên bảng, đã chết. Mà hiện tại người giết chết ông ta chính là Lê Văn Vân từng khiến cả khu tội ác dậy sóng vào 5 năm trước, chỉ trong 2 tháng đã xuất hiện ở khu tội ác những hai lần, mà cả hai lần đều an toàn rời khỏi đó, đến lần thứ 3 đã trực tiếp giết chết SD Hotsis. Kết quả này khiến rất nhiều người phải chấn động trong lòng. Lê Văn Vân mới bao nhiêu tuổi? Theo thông tin bọn họ có được thì anh chưa đến 30 tuổi, nhưng mới từng tuổi đó đã có phong thái như vậy e rằng sau khi đánh bại SD Hotsis, ngoại trừ chắc nhất minh thì anh sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới. Hơn nữa anh vẫn còn rất trẻ, rất có thể trong tương lai danh hiệu vô địch thiên hạ sẽ đổi chủ. Chiếc xe vẫn thong thả tiến về phía trước như cũ, Minh Sùng dẫn đầu, dáng vẻ ngài mặc ngồi trên ghế phó lái có chút chật vật, hơi cúi đầu giống như không muốn cho người khác thấy được biểu cảm của mình. Trong thế giới ngầm, ông ta cũng được coi là một người tử tế. Mọi người dần dần phát hiện ra người của Hồng Nguyệt có mặt ở đây, nhìn thấy cảnh này, ngoại trừ hơi sửng sốt một chút cũng không có ai dám làm gì. Cả đoạn đường cũng không quá xa, đám người Lê Văn Vân ngồi xe suốt một giờ cuối cùng cũng từ từ tiếp cận trang viên ở ngay trung tâm thành phố. Vừa nhìn thấy trang viên, Lữ Dương đã lập tức tặc lưỡi sau đó ngạc nhiên nói, con mẹ nó, thế này khác gì nơi hưởng thụ của một vị vua chứ, loại trang viên thế này cũng quá to rồi. Có rất nhiều người đang tụ tập ở xung quanh viên, Hôm nay là một ngày biến động như một cơn địa chấn đối với toàn bộ khu tội ác. Vào lúc này, gần như người của tất cả các thế lực lớn của thành phố cũng những người có mặt mũi trong toàn khu tội ác đều tập trung ở bên ngoài trang viên. Lê Văn Vân nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Phía trước là những người anh đã gặp ở đấu trường thú khu vực phía bắc. Ngoài ra còn có người luôn cảm thấy khó chịu với anh ta, vất lai. Like. đương nhiên ông ta chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi thôi. Xe dừng lại trước cửa trang viên lúc này có một bóng người lướt qua không ai khác chính là quản gia trong trang viên của sd Hot Seas đang vội vàng chạy ra nhìn thấy cái xác của sd Hot Seas trên xe khiến ông ta ngây người đứng yên một chỗ nhìn thấy người này lê văn vân bèn xuống xe rồi đi đến người quản gia này là một trong những thuộc hạ rất có máu mặt của sd Hot Seas. nhưng lúc này ông ta chỉ biết trơ mắt đứng lặng người cơ khẽ run rẩy hốc mắt dần thấm đẫm nước mắt sau đó lững thững bước đến trước cửa xe ông ta run rẩy bước đến trước xe. Phịch phịch, tiếp đó ông ta quỳ phục xuống đất vang lên một tiếng phịch và hét đến tê tâm liệt phế, ông Eddie Hotsis, chủ nhân. Tiếng hét của ông ta khiến những người đứng xung quanh cũng phải chấn động. Minh Sùng thờ ơ nhìn thoáng qua ông ta một cái, sau đó quay đầu nhìn Lê Văn Vân rồi nói, các cậu chờ ở đây, tôi vào trong một lát. Lê Văn Vân gật đầu rồi lui ra, lúc này người quản gia đột nhiên đứng dậy, sau đó chừng mắt nhìn Lê Văn Vân hét lên đầy giận dữ, "Người của Hồng Nguyệt đâu? Các người có muốn cùng tôi chiến đấu để báo thù cho chủ nhân không?" Chương 1033, bầu trời của khu tội ác đã thay đổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau cái chết của SD Hotsexy thì thiên đường tội ác dành cho những người ở thế giới ngầm, thành phố đầy hỗn loạn này sắp trải qua một sự biến động lớn vào hôm nay. Lúc này, trước cửa trang viên truyền đến giống giận rất lớn của quản gia dần dần có người đứng dậy sau lời hô hào của ông ta, những người này đều là thuộc hạ dưới trướng của SD Hotzis trước đó người của SD Hotzis tập hợp hơn một vạn cao thủ, những người này đều được ông ta chiêu mộ vào Hồng Nguyệt một cách âm thầm. Nhưng ở thành phố này, người được gia nhập vào Hồng Nguyệt cũng không có nghĩa là họ sẽ tự nhận mình là thành viên của Hồng Nguyệt, bởi vì rất nhiều người cảm thấy ở trong thành phố này. Nếu có thể đi theo SD Hotzis thì có thể sống thoải mái không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, không cần sợ bị người khác chèn ép sẽ sống yên ổn hơn một chút. Ngay cả sự công nhận của Hồng Nguyệt bọn họ còn không có chứ đừng nói đến sự tin tưởng và ngưỡng một gì chứ. Sở dĩ họ sẵn sàng tham gia chỉ là vì muốn sống, muốn được sống một cuộc sống ổn định hơn mà thôi. Người quản gia của SD Hot gầm lên, lập tức có một vài người lần lượt đứng dậy. Nói cho cùng thì trong suốt trăm năm qua, quả thật SD Hot đã chọn được rất nhiều kẻ thân tín, đương nhiên số thân tín đó sẽ sẵn sàng chịu chết vì ông ta. Lần lượt từng người đứng lên, nhưng số người đứng lên cũng chỉ có hơn trăm người, chịu đứng đầu cũng chỉ có khoảng hai mươi người. Thân tín của ông ta cũng sợ chết, Eddie Hotsis đã chết nên cho dù bọn họ có đứng lên cũng chỉ nộp thêm một mạng mà thôi. Trước kia chỉ cần Hotsis giơ tay và hét lên một tiếng là sẽ có hàng chục ngàn người lập tức tập hợp, nhưng bây giờ chỉ lác đác một vài người sẵn sàng báo thù cho cái chết của ông ta. Các quy tắc của của khu tội ác đều do một mình ông ta đặt ra. Tương tự, hiện tại ông ta chết đi cũng chính vì các quy tắc của mình. Thành phố đã hoàn toàn không còn sự ấm áp và tình người mà chỉ gần như chỉ còn sự ích kỷ của lòng người và những lợi ích của bản thân. Người quản gia nhìn lướt qua xung quanh cũng phải sửng sốt một lúc lâu, tính luôn cả ba tầng trong và ba tầng ngoài, thì ở đây có rất nhiều người gần như sắp lắp đầy cả trang viên, nhưng ánh mắt của ông ta liếc sang chỗ nào thì đa phần mọi người đang đứng ở đó đều cúi đầu không dám đối mắt với ông ta. Ông ta nói không nên lời chỉ đành lộ ra một nụ cười khổ, sau đó gầm lên một tiếng, ai bằng lòng đứng ra báo thù cho chủ nhân thì đi theo tôi. Vậy để tôi chơi với ông một chút, đúng lúc này Lữ Dương nhảy phốc xuống xe, trường thương trong tay vung một cái rồi hướng về phía người quản gia của SD Hot Đồng thời ở phía sau bỗng có người lớn tiếng quát, ai dám làm bị thương minh giáo của tôi. Tiếp theo có không ít người sợ hãi bỏ chạy ra ngoài, Lê Văn Vân nhận ra người dẫn đầu đám người kia, anh ta chính là người phụ trách minh giáo ở thành phố này, tên là Dương Dục. Bên cạnh có một ông già dâu tóc bạc phơ với dáng người gầy gò, nhưng lúc Lê Văn Vân nhìn thấy ông ta thì không khỏi liếc mắt nhiều hơn một chút, e là ông già này phải thuộc hàng từ siêu cấp trở lên. Trong cơ thể ông ta có những dao động siêu cấp, sợ rằng cấp bậc của ông ta không hề thấp hơn giản hưng đâu. Khu tội ác này đúng là nơi của cao thủ ẩn mình nhỉ tôi không biết ông già này sẽ có lai lịch thế nào nữa. Lê Văn Vân đánh giá sơ lược về ông ta, trong lòng đầy sự nghi bèn bật thốt ra một câu. Quản gia nạp tư, dừng lại đi, Eddie Hotsis đã chết rồi, không cần phải để người sống cứ ôm hận như vậy đâu. Thật ra ông biết rất rõ mà, cuối cùng mối quan hệ của Eddie Hotsis và người gác đêm cũng sẽ đi đến cục diện một mất một còn thôi. Ông già kia nói chuyện với giọng điệu rất thản nhiên. Minh Sùng nhìn thấy người đến thì khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lê Văn Vân một lượt mới xoay người đi vào trang viên. Âm thanh của ông già kia vừa dứt, cơ thể của người quản gia lập tức chấn động, sau đó mới quỳ xuống trước mặt SD Hotxi khóc lớn, có thể thấy tình cảm giữa ông ta và SD Hotxi vô cùng tốt. Không lâu sau, Minh Sùng mới cất giọng nói có hơi cứng nhắc của mình và bắt đầu nói, âm thanh của anh ta vang vọng khắp khu tội ác, "Chào các vị đang có mặt ở khu tội ác, tôi tên là Minh Sùng." Lúc này ngoại trừ người quản gia đang khóc lóc thảm thiết dưới ra thì tất cả mọi người trong hội trường đều hướng mắt nhìn về phía trung tâm. Có thể các vị chưa từng nghe qua cái tên này, cũng có thể đã có người biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng hãy để tôi tự giới thiệu một chút, tôi là người gác đêm số 1 của Hoa Hệ, lúc trước đã từng chiến đấu với SD Hot Seas ngay trong thành phố này vào vài ngày trước. Tôi nghĩ mọi người vẫn còn chút ấn tượng về tôi đúng chứ? Lúc trước Minh Sùng đã sử dụng con át chủ bài của người gác đêm để đến chiến đấu với hơn một vạn thuộc hạ dưới quyền của SD Hotsis. Chuyện này đã gây chấn động cực lớn đối với toàn bộ khu tội ác vào thời điểm đó, nhưng hầu hết mọi người đều chưa từng chứng kiến cảnh tượng SD Hotsis chiến đấu với Minh Sùng. Lúc này giọng nói của Minh Sùng vẫn tiếp tục vang lên, vốn dĩ việc thành lập khu tội ác là thỏa thuận giữa những người sáng lập ra người gác đêm và Hồng Nguyệt, thành phố này sẽ do người gác đêm số một là Minh Sùng quản lý, nhưng bởi vì một số lý do mà chuyện này cũng có sự góp mặt của SD Hot Seas. Giọng Minh Sùng vang vọng khắp hội trường, anh ta nói tiếp, bây giờ SD Hot chết, khu tội ác sẽ hoàn toàn do tôi và người gác đêm cùng nhau quản lý, tôi sẽ bãi bỏ một số quy tắc của khu tội ác và đặt lại một vài quy tắc để tiện quản lý. Trước tiên tôi sẽ công bố trước hai quy tắc. Đầu tiên, người trong toàn thành phố sẽ được gửi lời mời tham gia người gác đêm, tôi nghĩ hầu hết mọi người đều biết sự tồn tại của người gác đêm có ý nghĩa gì đúng chứ? Những người bằng lòng gia nhập người gác đêm có thể đến những khu phố nghèo ở khu vực phía đông tìm minh giáo để báo danh. Dương Dục nghe anh ta nói vậy thì khá sửng sốt, anh ta theo bản năng nhìn về phía Lê Văn Vân đang nở một nụ cười mỉm dành cho anh ta. Thứ hai, trong tương lai nơi này sẽ được kết nối với thế giới bên ngoài, những người sẵn sàng rời khỏi thành phố sẽ bị chế định bởi một số các quy tắc, chỉ cần người đó chấp nhận sẽ được rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng nếu có người muốn thừa dịp SD Hotix chết để lưu lĩnh đến bến cảng trộm thuyền trốn khỏi đây, một khi bị phát hiện tuyệt đối sẽ không được nương tay. Biểu cảm của Lê Văn Vân khẽ thay đổi khi nghe thấy chuyện này, Minh Sùng có thể được coi là sự kết hợp giữa ân huệ và uy quyền, nếu có quá nhiều người từ khu tội ác tràn vào các thành phố bình thường sẽ gây rất nhiều bạo loạn. Bây giờ SD Hotix đã chết, rất nhiều người sẽ nhân cơ hội này trốn thoát cách nói của minh sùng là cho phép bọn họ rời khỏi nhưng phải đáp ứng một số điều kiện còn về điều kiện gì thì anh ta không nói những quy định cụ thể khác tôi sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp trong toàn thành phố minh sùng nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại lê văn vân đứng bên cạnh nghe thấy xung quanh vang lên hàng loạt âm thanh xì xầm bàn tán nhưng anh không quá chú ý đến chuyện đó chuyện này kết thúc ở đây đi lữ dương thu trường thương về sau đó thở dài một hơi Lê Văn Vân lắc đầu nói, cũng không tính là kết thúc, mấy ngày có lẽ cả thành phố sẽ náo nhiệt hơn bây giờ nhiều, chúng ta đi bến cảng trước đi. Mặc dù Minh Sùng đã nói như vậy nhưng dù sao SD Hot đã chết, khả năng trói buộc đã không còn, vẫn sẽ có người lựa chọn mạo hiểm rời khỏi, nên Lê Văn Vân đành phải chạy đến bến cảng để canh gác. Còn những vấn đề cần xử lý ở khu tội ác đều sẽ giao cho Minh Sùng ở lại xử lý. Anh nhìn thoáng qua người phụ trách Minh Giáo đang đứng phía sau bèn nói, Ngài Minh sẽ tìm anh sau, những gì ngài ấy nói anh cứ dựa theo yêu cầu đó mà làm. Dương Dục vội vàng gật đầu sau đó hắn nuốt nước miếng hỏi, Lê. Ngài Lê, tôi, chúng tôi có cơ hội, gia nhập người gác đêm không? chương 1034, vận mệnh. Lê Văn Vân liếc nhìn Dương Dục cười nói, tất nhiên là có cơ hội rồi, nhưng vẫn phải có một số quy tắc tuyển người, ngài Minh sẽ nói cụ thể cho anh biết. Lần này Lê Văn Vân đến đây, nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết hot sis. còn việc chiêu mộ vào người gác đêm, đặt ra quy định của thành phố này và thu nạp sắp xếp người của Hồng Nguyệt đều giao cho mấy người chắc nhất Minh và Vương Hồng. Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, Minh Sùng đã đáp xuống bên cạnh Lê Văn Vân, anh ta nhìn Lê Văn Vân nói, bên bến cảng giao cho các cậu đó. Lê Văn Vân gật đầu nói, tôi đang định đi qua đó đây, anh đã thông báo cho ông cụ chưa? Minh Sùng gật đầu đáp, tôi đã thông báo rồi, có lẽ tối nay người sẽ đến, Vương Hồng, bà Loan và Hồng Mai Quế sẽ cùng tới đây. Vậy tôi đến bến cảng trước, Lê Văn Vân nói. Đúng rồi, Minh Sùng trầm ngâm nói, bên này sẽ thi công sân bay tạm thời, nên cậu không cần phải rời đi bằng thuyền nữa, mà cứ ở lại đây đi, đợi sau khi sân bay được xây dựng xong, cậu cứ ngồi thẳng máy bay quay về là được. Lê Văn Vân sửng sốt. Sân bay tạm thời ư, dựa vào năng lực của người gác đêm, quả thật không quá khó để xây dựng trong ngày hôm nay, dù gì nơi này cũng còn rất nhiều đường chỉ cần cải tạo lại đôi chút là được rồi đậu một hai chiếc máy bay cũng không phải là vấn đề to tát được lê văn vân gật đầu đáp cậu đã ăn cơm chưa đến lúc đó tôi sẽ cử người đưa cơm cho cậu minh sùng lại đích thân căn dặn tôi sẽ tự tay xuống bếp lê văn vân nhất thời sáng mắt anh vẫn rất hài lòng về đồ ăn ở tứ hợp lâu ngoài thân phận là người gác đêm số một minh sùng còn là đầu bếp cực kỳ tài ba thuộc loại đỉnh cấp nhất trên toàn thế giới. Vậy thì chúng tôi đi trước, Lê Văn Vân nói. Ba người lại lên xe, tốc độ rời đi đã nhanh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến bến cảng. Bây giờ ở bến cảng hơi trống trải, lúc hot chết, rất nhiều người ở bến cảng đã rời đi. Lê Văn Vân tìm một chỗ ngồi xuống ở trên bến cảng, rồi nhìn về phía Lữ Dương nói, cậu đi vào trong thành phố mua một bộ bài tú lơ khơ đi, ba người chúng ta sẽ chơi đấu địa chủ, bằng không ngồi đây sẽ chán lắm. Lữ Dương gật đầu nói, anh nói cũng có lý. Anh ta liền ngoan ngoãn lái xe quay lại thành phố. Lê Văn Vân và Lý Vũ Thấm đi lên chiếc du thuyền nhỏ, rồi ngồi xuống bong tàu. Chẳng mấy chốc, tai của Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích, anh nghe thấy một chàng tiếng bước chân, rồi anh ngẩng đầu lên nhìn qua đó, quả nhiên phát hiện ra ở cửa cảng có mấy chục người đang đi về phía bên này. Nhưng lúc bọn họ nhìn thấy Lê Văn Vân đang ngồi trên du thuyền, đám người đó đều sửng sốt, rồi né tránh ở bên đó không dám bước tới. Lê Văn Vân vẫy tay với bọn họ, nhưng đám người đó đều biến sắc, rồi xoay người lại chuồn đi. Anh thật uy phong, bọn họ vừa nhìn thấy anh đã chạy mất dạng. Lý Vũ Thấm ngồi bên cạnh vẻ mặt sùng bái nói, sau khi chúng ta quay về hãy kết hôn đi. Ừm, chuyện này quá gấp gáp rồi đó. Lê Văn Vân vội vã muốn từ chối. Anh hơi hối hận vì đã để Lữ Dương đi mua bài tú lơ khơ, sớm biết thế này mình nên đi mua mới phải, bây giờ mình và Lý Vũ Thấm ở riêng với nhau, thật sự hơi lúng túng. Thật ra trước đây, Lê Văn Vân cũng không cảm thấy lúng túng, anh và Lý Vũ Thấm từng là bạn bè trải qua sinh tử, trước đây năm nào Lý Vũ Thấm cũng sẽ đến tìm bọn họ để chơi. Lúc đó Lý Vũ Thấm cũng liên tục nói đến chuyện này từ sáng đến tối, sau đó người trong tiểu đội 11762 bắt đầu đùa bớn, Lê Văn Vân cũng cười theo nhưng bây giờ đã có 5-6 năm không gặp nhau, suy cho cùng giữa bọn họ vẫn có chút xa lạ. Chuyện này không gấp gáp ư, Lý Vũ thấm bĩu môi nói, anh đã gần 28 tuổi rồi, mà em cũng đã 27, đã sớm đến độ tuổi nên kết hôn rồi, hơn nữa, em có một thông tin muốn nói cho anh biết. Lê Văn Vân Cao mày hỏi, thông tin gì? Bây giờ vẫn chưa có nhiều người biết, bởi vì ông nội của em vẫn chưa xác nhận. Trước đây ông nội của em nói, ông đã nắm được dấu vết của rất nhiều vật thể lạ ở trong vũ trụ nhưng ông lại không chắc chắn ông nghi ngờ đó là một lượng lớn tiêm quỷ bây giờ ông vẫn đang chứng minh điều đó nếu ông chứng minh thành công cũng có nghĩa là rất có khả năng tiêm quỷ sẽ xâm lược với quy mô lớn lý vũ thấm nói nếu tiêm quỷ xâm lược thì đó sẽ ngày tận thế nên em muốn kết hôn với anh rồi sinh ra một đứa con lê văn vân sửng sốt nhìn lý vũ thấm hỏi cô nói thật hay giả vậy sau khi em rời khỏi căn cứ thì không biết gì nữa, nói tóm lại, một khi thăm dò được, ông nội sẽ thông báo cho ông nội Trác nhất minh. Nếu bọn chúng thật sự xâm lược về mọi mặt, vậy thì sự tồn tại của tiêm quỷ, thế giới ngầm và người gác đêm đều không thể che giấu được, cuộc sống yên bình sẽ hoàn toàn chấm dứt. Lý Vũ thấm bĩu môi nói, em vẫn chưa được yêu đương, cũng muốn có một đứa con với anh. Nhưng Lê Văn Vân lại nhíu chặt mày. Trên thực tế, Lê Văn Vân hoàn toàn không hay biết về tin tức mà Giản Hưng đã tiết lộ cho Trác Nhất Minh biết là vẫn còn 10 ngày nữa. Bây giờ nghe Lý Vũ Thấm nói thế thì nhất thời hơi hoảng loạn. Nếu tiêm quỷ xâm lược về mọi mặt, quy mô lớn hơn lần trước, theo suy đoán của Hotzis sẽ có cấp bậc màu tím đáp xuống, đến lúc đó sẽ là một đả kích mang tính hủy diệt. Một khi lũ tiêm quỷ đáp xuống thành phố bình thường, sẽ gây ra thiệt hại vô cùng lớn. Bố mẹ người thân và bạn bè của anh vẫn đang ở Lâm Hải, Yên Kinh. Bây giờ anh bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của bọn họ. Ông nội của cô có nói nếu là thật thì sẽ mất bao lâu không? Lê Văn Vân hỏi. Lý Phú Thấm sờ cầm nói, ông nội từng nói, nếu là thật, có lẽ sẽ mất tầm một tháng kể từ lúc em rời đi. Nếu tính thời gian thì bây giờ chỉ còn lại 10 ngày nữa thôi. Lê Văn Vân, anh đừng quá lo lắng, cũng có khả năng là ông nội đã phán đoán sai lý vũ thấm nói hơn nữa dù thế nào có lẽ đến lúc đó chúng ta đã có thể quay trở về em sẽ đi bảo vệ bố mẹ của anh nên anh cứ việc đi tác chiến bây giờ em đã rất lợi hại rồi dứt lời lý vũ thấm liền vung nắm đấm của mình quả thật cô ta là thiên tài võ đạo trong tình huống không có chiến đấu bây giờ cô ta đã đạt đến trình độ siêu cấp khuyết điểm duy nhất là lý vũ thấm chỉ có một thân bản lĩnh hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến vận mệnh ư tốc độ vùng lên của thế hệ trẻ ngày nay ngày càng nhanh. Lê Văn Vân từ từ thở hắt ra. Trong tiểu đội của bọn họ, Hoàng Thi Kỳ và anh đã lần lượt đột phá, nếu đường đường vẫn còn sống, Lê Văn Vân đoán anh ấy cũng sẽ đột phá một cách nhanh chóng. Sau đó là Trần Tiêu, bây giờ là Lý Vũ Thấm, số lượng thanh niên đạt đến siêu cấp đang liên tục tăng lên. Mà ở chính giữa, thời đại của Giản Hưng, dường như đã bị gián đoạn, rất ít người đạt đến siêu cấp rồi đến thời đại trước đó nữa, chính là đám người chắc nhất minh. Có rất nhiều người đã nhanh chóng vùng lên, dường như đang báo trước nguy hiểm sắp ập đến. Trong lúc hai người đang trò chuyện, trong lòng Lê Văn Vân hơi dao động, anh nhìn về một nơi ở gần đó, một người quen của Lê Văn Vân đang đứng ở đó. Sau khi nhìn thấy tầm mắt của Lê Văn Vân đang nhìn về phía bên này, anh ta đã ho khan một tiếng, rồi đi về phía Lê Văn Vân đó chính là Lý Kim Minh thuyền trưởng đã chở đám người Lê Văn Vân quay về. chương 1035, chiêu mộ. Lê Văn Vân nhướng mày nhìn Lý Kim Minh, rõ ràng Lý Kim Minh là người của Hot Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, anh ta gượng cười, rồi đi tới bên cạnh du thuyền, nhìn xung quanh nói, Lê Văn Vân, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Lê Văn Vân cười như không cười nhìn anh ta nói, đúng vậy, tôi cũng không ngờ rằng, người đã đưa chúng tôi quay về hồi trước lại là người của Hồng Nguyệt. Khụ, Lý Kim Minh ho khan nói, tôi đến là muốn hỏi một lát, sau này các ngài sẽ định xử lý đám người chúng tôi như thế nào? Nhưng trước đó tôi phải giải thích cho bản thân một tí. Sở dĩ tôi gia nhập vào Hồng Nguyệt không phải là vì tín ngưỡng tiêm quỷ, cũng không tình nguyện làm nô lệ cho tiêm quỷ. Sứt lời, anh ta gượng cười nói, anh cũng biết đấy, ở khu tội ác này, việc trước tiên chúng tôi cần phải làm là sống sót rồi mới nghĩ cách làm thế nào để sống tốt hơn. Anh hãy nhìn thế lực lớn ở các khu mà xem, bọn họ vẫn được xem là nổi tiếng đúng không, nhưng chưa biết lúc nào sẽ bị sát thủ khác ám sát. Ở khu tội ác có một tổ chức sát thủ rất nổi tiếng, tên là Thánh Đường. Tổ chức này chưa từng tiếp nhận công việc bên ngoài, mà chỉ nhận đơn hàng ở trong khu tội ác, hơn nữa rất có khả năng người sáng lập ra tổ chức này là thủ lĩnh các thế lực lớn ở mỗi khu, nhưng bọn họ không quen biết lẫn nhau. Bạn thấy ai khó chịu thì phát nhiệm vụ ở thánh đường, chỉ cần bạn trả đủ tiền sẽ có người nhận đơn hàng. Người của các thế lực lớn đó cũng thường xuyên bị ám sát. Nhưng Lê Văn Vân lại chưa từng tiếp xúc với người trong tổ chức này, mà anh chỉ biết đến sự tồn tại của nó, cũng biết nó có mối quan hệ nhất định với Hotzis. Muốn mình hoàn toàn an toàn, chỉ có cách làm việc dưới tay ông ta là tốt nhất. Chúng tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, chúng tôi chỉ muốn sống yên ổn, thoải mái hơn một tí. Lý Kim Minh gượng cười nói. Lê Văn Vân không tin những lời anh ta nói, anh cười như không cười nhìn Lý Kim Minh nói, anh có thể thay mặt cho ông ta, phụ trách công việc thu mua ở toàn bộ khu tội ác, có thể thường xuyên lên thuyền rời khỏi khu tội ác. Tôi nghĩ có lẽ anh sống rất tốt, chắc hẳn dưới tay ông ta, anh là người rất được tín nhiệm. Tôi phủ nhận điều này, quả thật tôi được ông ta tín nhiệm, nhưng tôi chưa bao giờ tin tưởng ông ta như vậy, hơn nữa ngày nào cũng lênh đênh trên biển, thật sự rất khô khan, chỉ có đôi lúc tôi mới có thể hít thở không khí trong lành ở bên ngoài mà thôi. Lý Kim Minh ngượng cười rồi dò hỏi, "Các ngài định xử lý đám người chúng tôi như thế nào?" "Chuyện này à, thật ra tôi cũng không biết rõ cho lắm." Lê Văn Vân nói, "Công việc cụ thể đều do ngài Minh giải quyết, còn tôi chỉ phụ trách giết hotsees mà thôi, nhưng xác suất cao là sẽ không lạm sát người vô tội, sau này anh sẽ biết cụ thể thôi." lý kim minh nghe thấy không lạm sát người vô tội thì trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm tin tức này đã quá đủ đối với tôi rồi cảm ơn ngài đã nhắc nhở lê văn vân xua tay nói không có gì nói thế nào thì chúng ta cũng từng quen biết nhau tất nhiên tôi sẽ khuyên anh một câu tốt nhất nên thành thật một chút tôi là người thành thật mà lý kim minh đáp rồi vui vẻ rời đi anh ta vừa rời đi chưa được bao lâu lữ dương đã lái xe quay về anh ta đã mua khá nhiều bài tú lơ khơ để mấy người đang canh giữ ở bến cảng cùng chơi bài mấy ngày tiếp theo cứ đến giờ ăn tối sẽ có người mang đồ ăn đến cho mấy lê văn vân thật ra quãng thời gian khác bọn họ đều rất nhàm chán giữa chừng có không ít người mang tính thăm dò chạy về phía cảng nhưng lúc nhìn thấy lê văn vân và lữ dương đang canh giữ ở đây bọn họ lại lặng lẽ rời đi lê văn vân không biết quá rõ rốt cuộc nội bộ của khu tội ác hỗn loạn đến cỡ nào hồng mai quế và bà loan đã đến đây hồng mai quế từng đến gặp lê văn vân một lần nói ra những lời trắng trợn bị lý vũ thấm nghe được đã cực kỳ giận dữ tỏa ra khí thế của siêu cấp sau đó hồng mai quế không còn đến đây nữa bọn họ đến là để thu nạp và sắp xếp người của hồng nguyệt còn tác dụng sau khi thu nạp sắp xếp thì lê văn vân vẫn chưa biết rõ nhưng có bà loan ở đây dường như cục diện đã ổn định hơn nhiều đồng thời việc chiêu mộ vào trong người gác đêm cũng đang được tiến hành hơn nữa quy mô của đợt chiêu mộ lần này khá lớn. Lê Văn Vân vốn cho rằng Minh Sùng sẽ tiến hành sàng lọc nhất định, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh ta thì hoàn toàn không cần phải làm như thế, chỉ cần không phải là người của Hồng Nguyệt, thực lực từ trung cấp trở lên đều được anh ta chiêu mộ. Chỉ vì một lý do, tin tức mà Lý Vũ Thấm nói cho Lê Văn Vân biết đã được chứng thực, được Trác Nhất Minh gửi tới cho bọn họ. Người đã nói cho Trác Nhất Minh biết là Giản Hưng, mà người đứng sau Giản Hưng là Tiến Sĩ Tê không thể phủ nhận tiến sĩ Tê thật sự là kẻ lập dị, mọi thứ ông ta làm đều muốn đi trước ông nội của Lý Vũ Thấm một bước. Điều này đã khiến trong lòng Lê Văn Vân cảm thấy hơi sốt sắng, bây giờ anh chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với tiêm quỷ vàng mà thôi. Trên thế giới này, chỉ có anh và chắc Nhất Minh là có thể một mình đối mặt với tiêm quỷ từ cấp bậc vàng trở lên, hơn nữa chắc Nhất Minh còn là người đàn ông năm giây thực thụ, chỉ có năng lực bổ một đao. Nếu có màu tím đáp xuống, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được do đó sau khi bàn bạc minh sùng và chắc nhất minh đã để cho bà loan và hồng mai quế ở lại bên này trước người gác đêm hệ hoa sẽ cử một số người đến đây để phối hợp với bọn họ ổn định khu tội ác trước đồng thời ra sức chiêu mộ từ trung cấp trở lên nhiều hơn sau khi huấn luyện một phen sẽ có sức chiến đấu ngay tất nhiên theo suy nghĩ của bọn họ bọn họ sẽ không tập trung đám người này lại mà sẽ lựa chọn tách ra thành các tiểu đội như vậy sẽ dễ dàng kiểm soát nếu trong đám người đó có kẻ nổi loạn đến lúc đó bọn họ cũng dễ dàng kiểm soát hơn ngoài ra vẫn còn một tốp người khác sẽ ở lại khu tội ác để thành lập đội thực thi pháp luật khu tội ác sẽ tiến hành một cuộc cải cách toàn bộ sau đó hàng loạt vấn đề và quy tắc về khu tội ác sẽ được đặt lại nhưng vấn đề về đội thực thi pháp luật ở khu tội ác đã được quyết định một cách triệt để bất giác năm ngày đã nhanh chóng trôi qua hôm nay lê văn vân vẫn đi lên bong tàu từ sớm như thường lệ Lữ Dương và Lý Vũ Thấm vẫn đang nghỉ ngơi trong cabin. Lê Văn Vân vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy ở gần đó có một bóng người đang đi về phía bên này, không ngờ người tới lại là Minh Sùng, tay đang cầm một hộp cơm. Sao anh lại đích thân đến đây? Chuyện ở bên đó đã được xử lý ổn thỏa hết rồi à? Lê Văn Vân hỏi. Ừm, um, cũng sắp xong rồi, gần đây người gác đêm cũng thu nhận rất nhiều người, người do ông cụ phái tới đã bắt đầu tiếp nhận và đi vào quỹ đạo rồi. Ngoài ra, Sân bay tạm thời cũng đã xây dựng xong, có lẽ tối nay máy bay sẽ đến đây." Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng cũng xây xong, có lẽ chúng ta quay về vẫn còn kịp. "Tôi sẽ quay về cùng các cậu." Minh Sùng nói, sau này người ở bên này sẽ lần lượt được trở ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1035.